Hai Ma xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhá. Đấy, thì hôm nay em lên cho các bác một bộ dàn mini của dòng Panasonic có mã là PM700. Đấy, thì là đây là về công suất, còn cục thì em đang ghép với cục cặp loa là CS CS615 này. Đấy, loa CS615. Đấy. Đây là thông số kỹ thuật của loa này các bác này. Đấy, Panasonic HD615 này. Đấy. Trở kháng 6 ohm. Đấy. Phần dưới là nó có cái giải từng giải một quý vị nhá. Đấy. Đây là dòng loa hai cầu tiếng này. Đấy. Cầu loa đây, hai cầu tiếng. Đấy. Tương đương với công suất của hai cầu tiếng. Ví dụ các bác ghép cầu trên này với một chiếc loa và cầu dưới là một chiếc loa. Đấy thì cũng rất là dễ thôi. Chứ nó không lằng ngoằng gì cả. Về công suất, về cái dòng công suất này nhá, thì là máy được trang bị ở đây là công suất là 54W, đấy, mã là PM700MD, đấy, công suất 54W, điện là 100V, cầu loa thì dạng cầu kẹp, đấy, có một cổng điện thoại phía sau này, AUX này, đấy, AV, có một cổng nữa đây, cổng PMD là cổng 3.5 nữa, đấy. Nguồn đây nhá, đây là nguồn này, đấy, nó dùng dây số 8 kết nối, có thể rút tháo rời. Đấy. Ở đây thì nó có thêm cả cassette này. Đấy. Cassette rồi MD, CD. CD thì có tới 5 cửa. Đấy, có 5 cửa thì ở đây em đang test một cửa này. Em đang test cửa số 5 này. Đấy. Đấy các bác nhá, về hệ thống công suất và loa đây, đấy. Máy là máy mặt gương các bác nhá, máy mặt mặt gương thế này quá nhiều ạ, nó phản, tức là nó quay tương phản lại cả hình của em vào trong máy luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp. Đấy, cái màn hình kiểu rất là đẹp nhá, em rất thích cái kiểu màn hình gương gương này, nhìn nó kiểu nó sang sang các bác, nhìn nó cứ bị sang. Đấy, các cái lún này, các cái lún phía dưới này, đấy, có cả giải led này, nhìn rất là đẹp. MD tape rồi FM CD. Cái con này thì em test CD đây, test CD thì vẫn thấy nó lên nhá, đấy, nhưng tuy nhiên thì có một cái cassette này và cái MD này thì test không thấy lên. Đấy. Nhưng mà nói chung thì bây giờ ai dùng cassette đúng không các bác? Chả ai dùng mấy khi rồi. May lắm họ chẳng có bác dùng mấy cái này, chả ai dùng. Nghe CD bây giờ nó ít rồi nhá. Đến CD bây giờ em còn thấy có bác ít cực kỳ, tức là hơi bị ít bác dùng luôn. May ra gọi là 10 bác thì mới có một bác dùng thôi, chứ còn ít ai bây giờ dùng CD lắm. Tại vì bây giờ toàn đại đa số là kết nối với cả smartphone, kết nối với điện thoại máy tính. Đấy, bởi vì trên cái YouTube này nó nhiều loại nhạc, mình lấy nó dễ, thích nghe tuồng, chèo, cải lương, ca trù, nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc remix, rồi DJ, nhạc điện tử. Nói chung là nó đủ loại thập cẩm. Các bác cần cái gì nào là trên điện thoại nó có hết. Đấy, thậm chí ví dụ mình mà muốn xem bóng đá đây, mình cắm như này, xong mình mở lên thành tiếng, úi giời, có mà hét, có mà to hơn cả TV. Đấy, nhiều khi các bác mà cắm TV rồi nghe mà vừa vừa chứ mở to lại sợ cháy loa. Đấy, sợ rè loa. Mà có bây giờ đúng không ạ, một cặp loa TV thì nó không nhẹ tiền đâu. Đấy, mà nhất là những con đời mới bây giờ, TV nhà có toàn smart TV, toàn những cái TV to như cái chiếu ấy. Mỗi một cặp loa của nó chắc phải cỡ chắc khoảng 2-3 triệu là bình thường. Đấy, thế nên là mình dùng những con này nó hay hơn các bạn. Vâng, vừa nghe nhạc vừa trưng bày. Bộ này cho em thấy trưng bày là cũng đẹp, trưng bày cũng đẹp. Đấy, đây, bởi vì là cái cách thiết kế loa của Panasonic thì nó là cái ngôn ngữ thiết kế của nó là dòng thể thao. Đây, nhất là cặp 615 này nó là dòng thể thao. Đấy, nhìn con bát nó kiểu hầm hố và con tép nó nhẹ nhàng. Đấy, nhưng mà nó có con thông hơi bát này. Đấy, nhìn cảm giác nó rất là thể thao. Về kích thước thì con này nó kiểu dòng đây kích thước. Đây rồi. Đây. Nó kiểu thuộc dòng loa mini nhưng mà dòng cao kèo các bạn, dòng loa cao kèo này. Nhìn nó cao như là người mẫu này. Đấy, nó tận 33, thông thường thì loa các con loa mini nó chỉ dao động khoảng 26, 27. Con nào cao lắm thì 29, ông này ông chơi phát lên cả 34. Đấy. Nó là dòng kiểu mini nhưng mà dòng cao kèo các bác nhá. Đấy. Này, đấy. Sâu là 21 này. Rộng của nó thì em đo được đây là 15.5, đấy. Đấy, thì đây là CD, còn ví dụ các bác nghe điện thoại thì đây này, nó có chữ FM và AM này. Nhấn cho em này, đấy. Nhấn một cái là FM này. Nhấn cái nữa là AM và nhấn cái nữa là nó về AUX là đường điện thoại. Đấy. Là đôi chi, ước gì mình là sao đêm hay là trăng rọi sang đường.
trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương những người yêu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương những người tuyệt vời các bạn đấy. Mà giá có bao nhiêu ạ? Vâng, có 1,9 triệu rồi đấy. Thì bác nào mà chốt cái bộ này thì alo ngay cho Nguyễn Audio qua số điện thoại là 0966 594 581 hoặc số điện thoại 0979 891 682, hay là các bạn có thể qua trực tiếp cửa hàng nhà em được nhá, qua địa chỉ số 57 đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhá. Em xin chào các bác và hẹn gặp các bạn tại video tiếp theo của bên cửa hàng Nguyễn Audio.